Hello, hello. Xin chào các bạn. Để đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng ngày gần 8 giờ tối tại Cali các bạn. Ở Việt Nam đây, các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi. Chúng ta một lần nữa lại sắp sửa kết thúc cuối tuần này. Và hôm nay đây chúng ta lại tiếp tục thấy giá của Bitcoin đã giảm xuống nữa các bạn. Tiếp tục điều chỉnh và xuống tới cái mức thấp của ngày hôm nay đó là chỉ khoảng là 40.600 đô mà thôi. Thì chuyện gì đang xảy ra các bạn? Hôm nay đó chúng ta có một số điều tôi muốn chia sẻ. Tuy là về về mặt tin tức chúng ta không có một tin tức nào lớn ngày hôm nay liên quan đến việc giá cả điều chỉnh hết các bạn nhưng mà chúng ta cũng muốn nhìn xem coi là tinh thần on chain như thế nào chúng ta có những thông tin gì liên quan tới bitcoin spot ETF những tin tức ngày hôm nay nó ra sao đó là những gì mà thùng sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video này nhưng mà sau khi mà chúng ta có bitcoin spot ETF đó, trong vòng một tuần qua thì giá đã có cái sự điều chỉnh tới ngày hôm nay đã tính tới mức thấp thì chúng ta đã có cái sự điều chỉnh là khoảng chừng 17% và thùng đã bắt đầu thấy có rất nhiều cái sự lo lắng ở trên những mạng xã hội những cái comment phần lớn là tôi nghĩ là nhiều bạn đến kênh này hay là nhiều bạn đến thị trường crypto trong vòng mấy tháng qua tại vì nghe những cái sự xôn xao liên quan tới Bitcoin Spot ETF hay là thấy được giá cả có sự tăng trưởng năm ngoái thu hút nhiều bạn mới vào cho nên là bây giờ lại có sự lo lắng khi mà thấy giá điều chỉnh thì tôi cũng muốn chia sẻ vài điều với các bạn và chúng ta cho dù đã nói tới rất là nhiều liên quan đến những khả năng khi mà có Bitcoin Spot ETF không có thì chúng ta đã biết là nó sẽ ra sao nhưng bây giờ đã có rồi thì chúng ta cũng đã từng nói đến là khi mà có nó chúng ta hoàn toàn có thể có sell the news và thậm chí chúng ta cũng đã nhìn vào lịch sử của vàng ETF năm 2004 các bạn khi mà được thông qua đó thì vàng đã có sự tăng trưởng khoảng chừng là vài ngày sau đó các bạn thường nhớ là khoảng chừng 4 ngày rồi sau đó chúng ta thấy được là vàng lại có một cái sự điều chỉnh 10% vốn hóa của vàng lớn hơn Bitcoin các bạn nhưng mà vẫn có sự điều chỉnh 10% thì chúng ta thấy được là khả năng cũng có cái sự kiện đó xảy ra khi mà Bitcoin Smart ETF được thông qua Chúng ta không có lịch sử nào khác ngoài lịch sử của vàng ETF mà chúng ta có thể là so sánh. Thì chúng ta cũng đang chứng kiến một cái đợt điều chỉnh các bạn. Và cho dù có nhiều người đã nói là đã có sự chuẩn bị nhưng mà khi mà xảy ra rồi đó thì đối với những bạn nhất là như bà nào mà mới vào thị trường này đó cũng sẽ thấy được là ho đồ không hề dễ mới đầu khi mà mọi thứ đều tốt đó thì à, các bạn luôn sẽ có một cái sự chuẩn bị tinh thần tốt, mọi người xung quanh mình đều có tinh thần tốt các bạn nhưng mà khi có điều chỉnh rồi đó thì bắt đầu chúng ta thấy là cái lòng tin đó lại bị lung lay và đó cũng là bình thường thôi các bạn. Những bạn nào mà đã theo dõi kênh nhiều năm đó thì cũng đã cùng thuận ho đồ qua những cái thời điểm cực kỳ cực kỳ khó khăn các bạn năm 2018 19, năm 2022 mới đây. Khi mà tình hình thị trường tốt đó thì các bạn thấy là có một số người xã hội là nếu như mà những công ty phố những cái công ty lớn những nhà tài phiệt họ mua hết bitcoin rồi sau đó họ ho đồ không bán thì tình hình sẽ ra sao và thường cũng đã từng nói với các bạn là khang đó là hầu như là không khó các bạn tại vì lúc nào cũng sẽ có lý do để cho một người nào đó bán bitcoin cũng như lúc nào cũng sẽ có lý do để cho một ai đó muốn mua bitcoin ở bất cứ một mức giá nào các bạn và cái sự tăng trưởng của bitcoin có phải thật sự là vì Bitcoin Smart ETF hay là không Khi mà chúng ta zoom ra vào năm ngoái đó các bạn năm 2023 Thì để thường zoom ra để các bạn thấy chúng ta chuyển qua thành nến ngày đi Thì các bạn sẽ nhìn thấy được là bắt đầu năm 2023 đã giá của Bitcoin đang ở dùng rất là thấp Lúc đó là vẫn dưới 20.000 đô các bạn Để thường zoom ra để các bạn thấy rõ hơn Thì đầu năm 2023 là khoảng cái dung này là các bạn giá Bitcoin chỉ có 16.000 đô mà thôi rồi sau đó chúng ta thấy được là giá Bitcoin vẫn có cái sự tăng trưởng và thật ra chúng ta thấy là cái tin tức liên quan tới Bitcoin Spot ETF đó không có cho đến khoảng chừng là tháng 6 của năm vừa rồi các bạn nhưng mà chúng ta vẫn thấy giá Bitcoin đã có cái sự tăng trưởng từ 16.000 đô lên đến cái mức là khoảng chừng 31.000 đô vào hồi tháng 4 các bạn và lúc mà có thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF đó là hồi tháng 6 rồi chúng ta thấy được là giá tiếp tục tăng cho đến thời điểm mà chúng ta có thông tin và giao dịch ngày đầu tiên là mức 49.000 đô thì trước khi mà có Bitcoin Spot ETF đó thì chúng ta đã có một cái sự hồi phục rồi và đó cũng là hợp lý khi mà chúng ta nhìn vào chu kỳ 4 năm mà chúng ta nói đến rất là nhiều trên channel này và cái thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF đó cũng là một cái lý do thôi các bạn đây là một cái lý do có thể là cho nhiều người mà họ đang chờ đợi một lý do để có thể là bắt đầu thu mua lại crypto thì đó là lý do để họ thu mua lại dẫn đến là giá cả tăng và cũng như là bây giờ các bạn có thể là Bitcoin Spot ETF được thông qua và bắt đầu giao dịch cũng là một cái lý do để cho một số người họ muốn chốt lời sau khi mà đã có một cái sự tăng trưởng nhiều tháng liên tục như vậy. Cho nên cho dù là có Bitcoin Smart ETF hay là không đó, chúng ta vẫn nghĩ là có khả năng là có một cái sự chốt lời, có một cái sự điều chỉnh. Thu sẽ chia sẻ thêm về cái vấn đề này một lát nữa các bạn. Nhưng mà chúng ta còn điều chỉnh nữa hay là không thì không ai biết các bạn ngoại trừ một người duy nhất mà thôi. Đó chính là Jim Cramer các bạn. Và Jim Cramer ngày hôm nay đây đã viết một dòng thuyết liên quan tới Bitcoin ETF các bạn. Và tới tóm lại đó thì Jim Cramer nói là không có ai thèm mua Bitcoin ETF hết. Thank kêu chim Khmer điều chỉnh nó sắp xong rồi các bạn giữ theo chim Kramer Tôi nói dài cái bạn một chút mà thôi. Nhưng mà chúng ta có nhìn thấy được là hôm nay đã có một cái sự điều chỉnh ở trong thị trường crypto các bạn. Vốn hóa bây giờ đã dưới 1,7 nghìn tỷ một chút. Và chúng ta hãy nhìn vào cái cột một tuần qua đi thì từ khi mà có Bitcoin Spot ETF nó đã khoảng chừng một tuần rồi các bạn. Chúng ta thấy được là giá Bitcoin có sự điều chỉnh là khoảng 11% từ cái mức đó. Và chúng ta nhìn thấy được là những altcoin thì cũng điều chỉnh cũng tương tự như vậy các bạn. Có đồng điều chỉnh 5-6%, có đồng điều chỉnh 15% như là Cardano, Avalanche. Nhưng mà nói chung là ngày hôm nay là một màu đỏ các bạn và nếu như chúng ta zoom ra một tuần qua đó thì phần lớn cũng là màu đỏ. Cả thị trường đều đã có một sự điều chỉnh cùng với lại Bitcoin trong vòng một tuần qua và chúng ta có thể nhìn thấy được là tuy cái số lượng lệnh bị thanh lý đó cái con số nó không phải là nhiều lắm các bạn ngày hôm nay chúng ta thấy đã có một cái sự giảm xuống khoảng chừng một ngàn đô các bạn bây giờ giá bitcoin là khoảng 41 mươi ngàn đô so với ngày hôm qua là 42 mươi hai ngàn đô thì giảm xuống là hơn một ngàn đô ngày hôm nay nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là tuy cũng có những cái lệnh bị thanh lý nhưng mà con số cả 24 giờ qua là 247 triệu thì không phải là nhiều lắm các bạn. Nhiều có nghĩa là khoảng chừng gấp 5 lần con số này. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn bên dưới này đó thì chúng ta nhìn thấy được là có những khoảng thời gian mỗi một cái thanh này là một giờ các bạn. Và chúng ta thấy được cái thanh nào mà cao á mà màu xanh trên màn hình nghĩa là những lệnh lon bị thanh lý. Chúng ta nhìn thấy được là liên tục khoảng chừng là 5 giờ đồng hồ. Chúng ta thấy được là trong thời điểm này đã có 56 triệu lệnh lon bị thanh lý, 17 triệu bị thanh lý, 18 triệu bị thanh lý. 45 triệu bị thanh lý và 13 triệu bị thanh lý các bạn. Nói chung chúng ta vẫn thấy những lệnh lon bị thanh lý. Và đó cũng là một phần tại sao mà chúng ta thấy được là giá cứ có cái sự giảm xuống Tại vì giá càng xuống dẫn đến một số linh non bị thanh lý rồi giá tiếp tục xuống nữa các bạn Vẫn chưa có phải gọi là hiện tượng short squeeze Tại vì cái volume này cũng không phải là cao lắm Nhưng mà vẫn tiếp tục có nhiều linh non bị thanh lý Và chúng ta có thể nhìn thấy được trên màn hình đây là cái thống kê đến từ Crypto CryptoQuan Có bao nhiêu lệnh đòn bảy liên quan tới Bitcoin ở trên những sàn và cái này đó thuận zoom vào chỉ tính từ uh, YTD nghĩa là từ đầu năm cho đến bây giờ mà thôi thì các bạn có thể nhìn thấy được là từ đầu năm tới bây giờ đó chúng ta đã có vài lần những lệnh bị thanh lý cũng khá là nhiều các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là từ năm tới bây giờ chúng ta đã có cái thời điểm là ngày 3 tháng 1. Lúc đó giá Bitcoin là 45.000 đô giảm xuống còn 42.000 đô các bạn. Lúc đó chúng ta thấy được là cái đường màu xanh này giảm xuống mạnh như là đã có nhiều lệnh bị thanh lý. Chúng ta cũng có nhiều đợt thanh lý nhưng mà nhỏ hơn. Nhưng mà gần đây nhất đó chính là cái đợt thanh lý vào ngày 12 tháng. Tháng 1 các bạn lúc đó giá Bitcoin là từ 43.600 đô giảm xuống tới mức là khoảng 42.400 đô Chúng ta cũng có một số lượng lệnh bị thanh lý các bạn Và chúng ta có thể nhìn thấy được là sau ngày 12 tháng 1 Nghĩa là cách đây khoảng chừng là một tuần đó Chúng ta có thể nhìn thấy được là cái đường màu xanh này đó Nó đã liên tục giảm xuống nhẹ nhẹ không có tăng nữa Có nghĩa là chúng ta không thấy nhiều lệnh tiếp tục xuất hiện nữa Nhưng mà nếu chúng ta zoom ra đó thì các bạn thấy được là ngay thời điểm bây giờ cái số lượng lệnh đồng 7 đó cũng coi như là cao các bạn, vừa theo lịch sử của Bitcoin chứ không phải là thấp đâu. Chúng mình nhìn thấy được là khi mà zoom vào đã từ thời điểm nếu chúng ta tính là từ tháng 8 của năm ngoái đến bây giờ thì cái số lượng lệnh vẫn tiếp tục ở cái mức coi như là tương đối cao các bạn thì có phải là có ai đó sẽ không ngừng cho đến khi nào mà họ thanh lý hết cái số lượng lệnh này hay là không thì đương nhiên là thuận không có biết rồi nhưng mà thuận có thể chia sẻ với các bạn là ngay bây giờ dựa theo tài liệu on chain nên thì chúng ta cũng đã từng nói trước đây có một số lượng người chốt lời và chúng ta đã nói tới là có những nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời nhưng mà hôm nay đó chúng ta có thể nhìn vào một cái chỉ số gọi là CDD các bạn thì chỉ số này đó cũng dễ hiểu thôi các bạn nhìn thấy cái đường màu trắng trên màn hình đó là đại diện cho giá của Bitcoin. Cái đường mà màu xanh ở bên dưới này đây là đại diện cho chúng ta lấy cái số lượng bitcoin di chuyển nhân cho bao nhiêu lâu rồi nó không được di chuyển thì uh, có thể hiểu đơn giản là nó sẽ có cái trọng lượng nghiêng về là những cái đồng mà lâu rồi không di chuyển nghĩa là nếu chúng ta thấy cái đường màu xanh này có sự tăng trưởng thì có nghĩa là chúng ta thấy có một số đồng lâu rồi không di chuyển có thể là một năm hay là hai năm gì đó không di chuyển nhưng mà bây giờ lại di chuyển thì chúng ta có thể zoom ra đó thì thấy là tuy là cái thời điểm bây giờ nó không có phải cao như là những lúc trong lịch sử giống như chúng ta nói tới là khoảng chừng tháng 2 của năm 2022 hay là những cái thời uh, thời điểm như là năm 2018 nhưng mà ngay bây giờ đó các bạn vẫn thấy là nó cũng đã có một cái sự tăng trưởng có nghĩa là chúng ta cũng đã thấy một số động tĩnh đến từ một số những nhà đầu tư dài hạn họ cũng đã di chuyển bitcoin của họ để làm gì thì có thể là chốt lời các bạn vì chúng ta có thể thấy được là có một cái sự chốt lời từ những nhà đầu tư ngắn hạn cho đến dài hạn thì tại sao như thường đã chia sẻ ở đầu video bitcoin spot ETF có thể là một cái lý do để cho một số người mà họ đã chờ đợi năm ngoái có thể là bắt đầu thu mua và cũng có thể đó là lý do khiến cho một số người họ muốn chốt lời khi mà có thông tin này rồi và nếu như chúng ta cứ nghĩ là bây giờ không có Bitcoin Smart ETF thì dựa vào chu kỳ 4 năm nên chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thấy cái sự tăng trưởng của năm nay và cho dù vì một lý do gì đi nữa khiến cho giá tăng tới mức này đó, thì chúng ta vẫn có thể thấy hiện tượng hoàn toàn tương tự xảy ra là những người này sẽ chốt lời hy vọng các bạn hiểu điều mình thường muốn chia sẻ ở đây nó không có liên quan trực tiếp đến Bitcoin Spot ETF tuy nhiên là có cái sự liên quan nhưng mà đó có thể là chỉ là một lý do mà thôi các bạn còn về Bitcoin Spot ETF thì tôi sẽ chia sẻ thêm tại vì có rất nhiều những cái thông tin thú vị ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn. Nhưng mà chúng ta hãy trở lại với thông tin on chain đi thì chúng ta thấy được là có một đơn vị khác nữa vẫn đang bán. Một đơn vị mà nhiều bạn cũng đã từng nghe thường chia sẻ rồi đó chính là những cái thợ đào các bạn, những công ty đào thì chúng ta vẫn thấy được là họ vẫn có tốc độ bán tương đối là nhiều so với lại một năm trước thì chúng ta nhìn vào chỉ số MPI này nó không đại diện cho bao nhiêu Bitcoin được bán bởi những thợ đào nó chỉ đại diện cho là mỗi lần chúng ta thấy là cái đường màu xanh này tăng lên ấy, thì nghĩa là so với là lịch sử mỗi lần mà nó qua cái dùng mà màu đỏ chấm chấm này trên màn hình ấy, thì so với lịch sử trung bình 12 tháng qua thì thợ đào bán nhiều hơn tương đối so với lại những gì họ đã làm trong vòng 12 tháng qua thì chúng ta vẫn thấy bây giờ hiện tượng là có một số công ty đào họ bán. Lý do gì thì cũng đơn giản thôi, chúng ta cũng đừng quên là chúng ta đang càng ngày càng ngày càng tiến tới gần. Bitcoin Haven các bạn. Và cái ngày đó mà xảy ra đó thì chúng ta đã biết là cái số lượng Bitcoin được đào ra một ngày sẽ giảm đi phân nửa chỉ còn có 450 Bitcoin mà thôi từ 900 hiện bây giờ. Và tới lúc đó đó thì cái phần trăm lạm phát của Bitcoin lần đầu tiên trong lịch sử sẽ còn ít hơn cả vàng nữa các bạn. Nhưng mà ngược lại nó cũng đồng nghĩa là những cái công ty đào đó khi mà họ đào thì cái thu nhập của họ sẽ bị cắt phân nửa ngay lập tức. Các bạn có nghĩ đi các bạn kiếm được cho sử như 100 triệu thì khi mà có Bitcoin Haven rồi các bạn chỉ kiếm được có 50 triệu mà thôi ngay lập tức luôn đương nhiên cái lòng tin của những công ty đào đó là họ sẽ tiếp tục đào cho đến khi nào mà giá cả có cái sự tăng trưởng trở lại thì những cái Bitcoin họ đào đó họ sẽ lưu trữ mà không bán đợi đến khi giá cả tăng nhưng mà để có thể làm như vậy thì họ cần phải có tiền các bạn tại vì không biết khi nào giá cả mới tăng trở lại có thể là một năm có thể là 8 tháng không ai biết hết nhưng mà họ vẫn sẽ tiếp tục phải trả tiền nhân viên trả tiền điện tiền internet tiền mặt bằng những cái đó họ không khi nào mà nói nhân viên của họ là thôi đừng có lấy tiền lương nữa chờ đến khi nào giá cả bịt khôi đạt đến mới đi thì tôi sẽ trả đương nhiên không được rồi các bạn cho nên có một số những công ty đào họ có thể là nhân cơ hội này để có thể bán đi và giữ cái số tiền đó để mà tiếp tục kinh doanh tiếp tục mua thêm máy đào và chúng ta thấy là mỗi lần có hai bên xảy ra đó thì sẽ có một số công ty đào họ phá sản và họ sẽ không tiếp tục đào nữa nhưng mà lại dẫn đến là mỗi lần điều đó xảy ra thì cây độ khó đào lại điều chỉnh xuống dẫn đến nó lại càng hấp dẫn cho những người còn lại đào dẫn đến là họ lại tăng tốc đào nữa và cứ như vậy tốc độ đào cứ tăng lên tăng lên theo thời gian các bạn và nếu mà chúng ta nhìn vào những cái đồng mà trong hệ proof work ấy, các bạn như là cái hệ thống đào đó, thì chúng ta sẽ thấy được là bitcoin là đồng duy nhất mà chúng ta thấy được là giá cả đi theo sau tốc độ đào chứ không phải ngược lại có nghĩa là giá cả sẽ tăng trong khi tốc độ đào đã tăng trước đó rồi những đồng còn lại trong hệ thống work đó thì thường là ngược lại các bạn chỉ khi nào mà giá cả tăng khiến cho nhiều người con thú đào họ mới bắt đầu là tham gia vào đào dẫn đến là giá tăng trước rồi chúng ta mới thấy là hash rate tốc độ đào tăng lên bitcoin thì ngược lại đó là một cái sự rất khác biệt các bạn. Cũng cho thấy là cộng đồng đào Bitcoin có lòng tin như thế nào. Và chúng ta thấy được là có nhiều công ty đào đã rất rất nhiều năm rồi. Họ đã trải qua rất là nhiều những cái Bitcoin bình Cho nên họ hiểu bản chất của những sự kiện này là như thế nào. Và đối với Thuận đó, thì những gì Thuận Duyệt chia sẻ với các bạn. Cái này là những cái mà khả năng là ảnh hưởng giá trong thời gian này các bạn. Những cái áp lực bán này dẫn đến là giá cả có sự điều chỉnh chứ không phải là đến từ những công ty wall đâu tại vì các bạn biết là họ mua bán thông qua OTC cho nên cũng không có lý do gì mà chúng ta nghĩ là những người bình thường như thùng mà các bạn là mua bán thông qua OTC thì cái sự dao động giá trên thị trường bây giờ là đến từ những cái yếu tố như thế này. Nhưng mà có một điều cho dù các bạn thấy được là giá điều chỉnh xuống nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là những cái Bitcoin trên sàn đó thì như thế nào các bạn? Trên sàn spot thì ngài lại càng ít đi Và ít đi và ít đi các bạn Tới bây giờ chúng ta vẫn là như vậy Và nếu chúng ta nhìn vào tất cả các sàn Thì chúng ta cũng nhìn thấy hiện tượng tương tự như vậy Không có thêm Bitcoin trên sàn các bạn Cho dù là chúng ta thấy được giá điều chỉnh Thì cũng không có thêm nhiều Bitcoin trên sàn Thì tại sao mà giá đi xuống Nếu như mà chúng ta thấy được là Bitcoin ngài lại càng tiếp tục mất đi trên sàn Thì cũng đơn giản thôi Tại vì giá xuống hay lên là áp lực mua và bán ngay thời điểm đó Còn cái thông tin chúng ta nhìn thấy Là sau khi mà ai đó đã mua Bitcoin rồi thì họ di chuyển ra khỏi sàn và thường là tích lũy dài hạn các bạn thì đối với cái đợt điều chỉnh này chúng ta có thấy gì bất thường hay là không thì không đâu các bạn thật ra đang nhiều thường chia sẻ là nếu như chúng ta không có Bitcoin Spot ETF thì chúng ta vẫn sẽ phải đối đầu với một đợt điều chỉnh chứ không biết là khi nào mà thôi đây là điều chúng ta đã nói đến trong vòng biết bao nhiêu ngày tháng qua rồi thì cuối cùng chúng ta cũng đã thấy có một cái sự điều chỉnh và 17 cũng không phải gọi là điều chỉnh sâu gì đâu các bạn chúng ta đã biết là Bitcoin thường xuyên có những đợt điều chỉnh là 20 đến 30% trong một đợt tăng trưởng và khi mà nhìn lại đó thì các bạn zoom ra sẽ thấy được nếu chúng ta tính vào năm ngoái đó thì năm ngoái năm 2023 mỗi một cái hình này là một tháng các bạn chúng ta nhìn thấy được là cả năm chỉ có 3 tháng duy nhất của năm vừa rồi là màu đỏ mà thôi còn lại là, là màu xanh hết và đặc biệt chúng ta nhìn thấy là chúng ta có từ tháng 9 tới tháng 12 toàn bộ là xanh hết các bạn chúng ta có September chúng ta có October chúng ta có November chúng ta có December tất cả đều là màu xanh hết các bạn và chúng ta thấy được là bây giờ cho dù nhiều bạn cực kỳ lo lắng nhưng mà có thể là chúng ta rất là mau quên chúng ta đã có 4 tháng liên tục 4 tháng liên tục toàn là màu xanh các bạn tăng 4 phần trăm tăng 28 phần trăm tăng 9 phần trăm tăng 12 phần trăm và từ đầu tháng tới bây giờ chúng ta bị hiện bây giờ chỉ có chứng kiến cái sự giảm là 3.11% mà thôi. Không có gì gọi là quá sâu hết các bạn. Tuy là chúng ta nghĩ đến cái mức giá 49.000 đô nhưng mà nó chỉ ở mức giá đó chỉ có vài phút thôi các bạn. Rồi sau đó giá lại có cái sự điều chỉnh xuống. Nhưng mà tính từ cái mức đầu tháng tới bây giờ đó thì giá chỉ xuống có 3.11% mà thôi. Đó là sự thật các bạn đó là gì mà chúng ta đang chứng kiến nếu mà nói là một tháng là điều chỉnh rồi là sau đó thì các bạn có thể nhìn thấy được chúng ta có thể nhìn vào năm 2021 đi năm 2021 là cái năm bùng nổ của Bitcoin các bạn chúng ta vẫn thấy tháng 5 có 35% điều chỉnh năm 2020 cũng là một năm bùng nổ của Bitcoin tương tự như là thời điểm bây giờ các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là hồi tháng 3 có 25% điều chỉnh đó là gì mà các bạn cũng cần phải có cái sự chuẩn bị nhưng mà thật ra khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử của Bitcoin đó thường cũng chia sẻ một cái meme với các bạn nếu như mà anh không thể ho đồ em lúc dumpiest nhất thì anh cũng không xứng đáng có được em lúc pumpiest nhất thuận Toshi Nakafomo <laughs> nhưng mà không nói dở với các bạn nữa nếu như mà chúng ta nhìn vào lịch sử của Bitcoin đó thì thật ra cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là chúng ta lúc nào không phải là chỉ riêng đầu tư các bạn lúc nào cũng như vậy phần lớn mọi người điều sẽ đặt quá nặng trọng lượng cho những gì đang xảy ra trước mắt của mình cho dù là cái đó là liên quan tới học vấn liên quan đến sự nghiệp liên quan đến tình yêu của bạn các bạn có nghĩ đi lúc mà các bạn chia tay với người yêu hay là bị người yêu bỏ thì đó đó lúc đó thì các bạn có suy nghĩ gì các bạn cảm thấy được là đây là dấu chấm hết các bạn <laughs> nhưng mà nghĩ lại đây thì các bạn mới thấy được là wow tại sao mình lại mù quá như vậy tại sao mình lại quá đặt nặng những gì xảy ra trước mắt mình mà không nhìn tổng quát hơn thì cũng như vậy các bạn chúng ta cũng áp dụng cái tư tưởng đó trong đầu tư lúc nào cũng vậy chúng ta cũng nghĩ là những gì xảy ra là những cái mà quan trọng nhất nó sẽ quyết định toàn bộ tương lai của một tài sản đó nhưng mà các bạn đã biết là theo dõi kênh thường bao nhiêu năm qua chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu là sự kiện lớn từ bầu cử tổng thống cho đến chúng ta nói tới là những ngân hàng bị sụp đổ và chúng ta nói tới Evergrande ở Trung Quốc chúng ta nói tới hàng loạt hàng loạt thông tin luôn lúc nào ngay thời điểm đó mọi người đều nghĩ là đây là cái thông tin lớn nhất ảnh hưởng tới tất cả thị trường thể thay đổi lịch sử vân vân giống như chúng ta cũng đã nói tới những cái giống như là hoa kỳ vỡ nợ hay là không nhưng mà tới cuối cùng các bạn thấy mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục và mọi thứ cứ tiếp tục cái quan trọng nhất đó chính là cung và cầu các bạn và quan trọng nhất là cái tài sản đó có cái nguồn cầu dài hạn hay không cái hệ thống hệ sinh thái của nó như thế nào và cộng đồng của cái tài sản đó ra sao các bạn họ có lòng tin hay không lòng tin thật sự là cái thứ mà quyết định tất cả thì chúng ta có thể nhìn thấy được lịch sử của Bitcoin đó thì lúc nào cũng vậy ngay thời điểm đó giống như chúng ta nhìn thấy được là từ năm 2010 lịch sử này chỉ tới năm 2023 mà thôi đáng tiếc là không có những cái thông tin mới hơn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là khi mà chúng ta bắt đầu ra nhìn thấy giá Bitcoin cứ có sự tăng trưởng rồi lại giảm xuống đây là cái thời điểm mà giảm xuống khoảng chừng là năm 2012 các bạn và nghe thời điểm đó tôi nghĩ là những bên nào đã đầu tư lúc đó cũng nghĩ là đây là cái sự kiện lớn nhất và Bitcoin sẽ không thể hồi phục lại được nhưng mà À, qua thời gian đó chúng ta mới nhìn thấy được là vào wow, cái thời điểm đó nó giống như là một dấu chấm trong lịch sử Bitcoin vậy các bạn Không có gì gọi là quá bận tâm hết Và ngay cả thời điểm năm 2013 các bạn Khi mà Margot xảy ra Rồi chúng ta nhìn thấy được là giá điều chỉnh xuống Thì nhiều người cũng nghĩ như vậy Wow, cái này nó quá kinh khủng Nhưng mà sau đó các bạn thấy được là ngay cái năm 2013 Cái mà các bạn nhìn thấy trên màn hình đó Giá tăng lên tới 1.000 đô rồi giảm xuống còn 200 đô sau này đó chỉ là một cái gì đó rất nhỏ trong lịch sử của Bitcoin mà thôi Và năm 2007 cũng vậy các bạn Đó là năm mà thuận mà nhiều bạn đã cùng nhau trải qua Thì ngay thì điểm đó đó nó nhiều người cũng thấy là wow, cái này là một cái sự giảm giá kinh khủng, Bitcoin sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Nhưng mà tôi nó từng chia sẻ với các bạn một ngày nào đó, cái sự tăng giá và giảm giá của năm 2017 chỉ là một cái gì đó nho nhỏ trên lịch sử của Bitcoin mà thôi và chúng ta nhìn thấy được là sau khi zoom ra cho năm 2021 thì các bạn thấy được năm 2017 bây giờ nó chỉ là một cái gì đó nho nhỏ trên lịch sử của Bitcoin mà thôi, giống như là một cái sự điều chỉnh gì đó các bạn, <laughs> chứ không phải là một chu kỳ thì bây giờ cũng vậy thôi các bạn Khi mà zoom ra đó các bạn sẽ thấy được là sau này Khi mà giá Bitcoin một ngày nào đó đạt được con số như là nhiều bạn mong muốn là 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn Thì những gì xảy ra vào năm 2021 đó Thì các bạn nhìn lại sẽ thấy nó giống như là một cái sự điều chỉnh hơn là một chu kỳ Nhưng mà ngay thời điểm đó nó rất là kinh khủng thì đó là gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn à, ở đầu video này thuận dành thời gian để mà chia sẻ tại vì cũng đã lâu rồi chúng ta không có cùng nhau tâm sự như thế này tại vì năm vừa rồi rất là tốt chứ còn những cái mà thường vừa chia sẻ những bài nào mà theo dõi kênh nhiều năm cũng đã nghe nhiều lần thường chia sẻ vào năm 2022 và trước đó rồi và cũng chia sẻ với những bạn mà mới đến kênh những bạn nào mà mới đến kênh hay là mới đến trên crypto đó thì welcome các bạn các bạn đang chứng kiến một cái đợt điều chỉnh đầu tiên và chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cập nhật liên quan tới Bitcoin Spot ETF các bạn, hôm nay nó ra sao rồi và các bạn có thể nhìn thấy được là thống kê ngày thứ tư giao dịch như là ngày hôm qua đó là một ngày rất là tốt các bạn, chúng ta tổng cộng đó là có cái dòng tiền đi vào thị trường này trừ ra cái số tiền mà rời khỏi GBT của Rayscale đó chúng ta vẫn có cái số lượng dòng tiền đi vào thị trường này là 463 triệu các bạn. Tổng cộng không tính GBTC là 913 triệu. GBTC có tổng cộng là 450 triệu rời khỏi thì chúng ta vẫn còn 463 triệu. Và chúng ta thấy được là trong vòng 4 ngày giao dịch, hôm nay ngày thứ năm thì ngày mai chúng ta mới có cái thống kê. Nhưng mà sau 4 ngày giao dịch thì chỉ một ngày duy nhất là ngày thứ ba là chúng ta có cái số lượng rời khỏi nhiều hơn là vào mà thôi nhưng mà ngày hôm qua chúng ta đã bù đắp lại rồi các bạn với con số cực kỳ lớn là 463 triệu và tổng cộng tính trong vòng 4 ngày giao dịch các bạn không tính hôm nay tại vì hôm nay một lần nữa ngày mai chúng ta mới biết thì chúng ta có thể nhìn thấy được là sau 4 ngày giao dịch trừ luôn cái số lượng tiền mà bán bởi Rayscale GBTC chúng ta vẫn có là hơn 1 tỷ 2 1 tỷ 2 đô la đi vào thị trường crypto này các bạn con số rất là lớn và đó là dòng tiền các bạn còn volume thì còn lớn hơn nữa volume các bạn thấy được là tính luôn cả GBTC đó thì con số là lên tới là 11 tỷ đô la giao dịch trong vòng 4 ngày có thể nói là tiếp tục cho thấy đây là một sản phẩm cực kỳ thành công Đương nhiên chúng ta cần thời gian dài hơn để có thể so sánh với lại những cái ETF khác có thể là một tháng hay là 3 tháng gì đó. Nhưng mà bốn ngày đầu tiên cho thấy là cực kỳ thành công các bạn. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là dựa theo cái thống kê đến từ Bloomberg đó, chúng ta cũng vẫn thấy là cái khối lượng giao dịch đó không hề giảm xuống các bạn. Hầu hết đó, những cái khối lượng giao dịch đều tiếp tục tăng trưởng. Chúng ta nhìn thấy được là những cái quỹ đầu tư đó thì trung bình họ đã có cái sự tăng trưởng dựa theo Bloomberg là khoảng 34%. Đây là điều chúng ta muốn thấy. Chúng ta không muốn thấy giống như là một cái cổ phiếu nào đó mà họ giống như là IPO giao dịch ngày đầu tiên thì ngày đầu tiên cực kỳ sôi so động giá lên rồi sau đó giá đâm xuống các bạn và sau đó chúng ta thấy được là cái sự hứng thú giao dịch của cái cổ phiếu đó nó đã từ 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 giảm dần người ta chỉ hứng thú giao dịch khi mà mọi người à, đang FOMO mà thôi nhưng mà ETF của Bitcoin thì không phải các bạn khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục có sự tăng trưởng đều đều như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình cho thấy được đây là một sản phẩm mà có nhu cầu thật sự Và chúng ta có thể thấy được cái thống kê này à, Đến từ Capital 15C Thì thống kê này là cho chúng ta thấy là Hiện bây giờ những quỹ họ đang lưu trữ bao nhiêu tiền các bạn Chúng ta tiếp tục thấy được là Tính tới cái ngày thứ tư các bạn Chúng ta nhìn thấy là cái số lượng được lưu trữ và BlackRock bây giờ là 25.000, hơn 25.000 Bitcoin các bạn. Cái đó là Fidelity theo sau với con số là 20,5 ngàn Bitcoin. Chúng ta nhìn thấy được là Bitwise là đứng hạng thứ ba là hơn 8 000 ngàn Bitcoin. Rồi Arc 21 Share là 6 500 rưỡi Bitcoin. Và những con số còn lại thì là thấp hơn các bạn. Nhưng mà tổng cộng chúng ta có thể nhìn thấy được là không tính Rayscale nha. Chúng ta vẫn có tổng cộng những quỹ này lưu trữ là 68 400 42 Bitcoin chỉ trong vòng 4 ngày các bạn. 68.442 Bitcoin Trong khi Grayscale thì bây giờ họ còn 581 triệu Bitcoin Đương nhiên đối với Grayscale đó thì các bạn thấy được là con số giảm dần đi Tại vì cái quỹ này để cái phí rất là cao Thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy là người ta bán cái quỹ Grayscale để mà mua những quỹ khác Tại vì chúng ta nhìn thấy được là quỹ Grayscale bây giờ cái phí là 1.5 Trong khi những quỹ còn lại đó Giống như chúng ta nhìn vào BlackRock chỉ có 0.25 Bitwise chỉ có 0.2 or 21 Share chỉ có 0.21 mà thôi thì chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin bởi BlackRock ngày càng tăng lên những cái quỹ khác cũng như vậy nhưng mà cái số lượng Bitcoin của Grayscale thì ngày càng giảm xuống nhưng mà với tốc độ này để các bạn có nghĩ đi trong vòng bao nhiêu ngày nữa thì cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi những quỹ còn lại nó còn nhiều hơn cả Grayscale nữa các bạn trong vòng chỉ 4 ngày thôi họ đã lưu trữ 68.000 Bitcoin rồi Grayscale tổng cộng là 581 000 Thì với cái tốc độ này Có thể là 1-2 tháng nữa Cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi những phần lại nó còn nhiều hơn cả Grayscale Nhất là khi chúng ta thấy được là Grayscale vẫn tiếp tục có cái số lượng rời khỏi Trong vòng 4 ngày qua đã có 37.946 Bitcoin rời khỏi cây quỷ Grayscale này Thì nhiều bạn vẫn tiếp tục hỏi là nếu chúng ta thấy cái dòng tiền đi vào trong những quỹ ETF này rồi họ phải lấy tiền đó để mua Bitcoin thì tại sao chúng ta không thấy Bitcoin tăng giá? Câu trả lời là họ tiếp tục thu mua qua sàn OTC. Thì câu hỏi kế tiếp là sàn OTC có nhiều Bitcoin gì hả? Chúng ta thấy được trong dòng chỉ có vài ngày họ đã thu mua 68.000 Bitcoin rồi. Sàn OTC thật sự có nhiều Bitcoin như thế. Thì không phải đâu các bạn, nhưng mà hiện bây giờ có khả năng là chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng được thu mua những quỹ còn lại đó là phân nửa đến từ quỹ Grayscale Bitcoin Trust. Tại vì các bạn nhìn thấy được là họ thu mua 68.000 Bitcoin trong 4 ngày qua trong khi mà có 37.000 Bitcoin rời khỏi quỹ Grayscale. Thì hiện bây giờ chúng ta vẫn thấy được là một phần thì họ mua trên sàn OTC, một phần còn lại họ có thể là mua đến từ những cái được bán bởi Grayscale hiện bây giờ. Nhưng mà chúng ta biết là sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thấy hồi kết cho Rayscale mà thôi tại vì tới một lúc nào đó những ai mà cần bán thì họ sẽ bán hết các bạn chúng ta chỉ không biết là cái lực mua đó với những quy còn lại có tiếp tục mạnh như vậy hay là không và đến một lúc nào đó tới cuối cùng nó cho dù các bạn nói là OTC hay là cái sàn spot không thường thì tới cuối cùng 21 triệu Bitcoin vẫn chỉ là 21 triệu Bitcoin mà thôi các bạn có chia như thế nào cuối cùng con số cũng như vậy và tới cuối cùng khi mà cái nhu cầu quá cao trên sàn OTC thì họ vẫn phải tiếp tục thu mua Bitcoin ở trên sàn thông thường các bạn và sàn họ nếu muốn có Bitcoin để mà bán thì những quỹ này đó, thì họ cũng phải gián tiếp đi thu mua từ những cái sàn thông thường và nếu như mà các bạn để ý đó thì cái số lượng Bitcoin được thu mua bởi BlackRock là hơn 25.000 Bitcoin và có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là họ là cây quỹ đầu tiên trong tất cả quỹ Bitcoin Spot ETF vừa được list gần đây đạt được cái số lượng tiền quản lý là hơn 1 tỷ đô la. Trong vòng chỉ 4 ngày thôi các bạn, họ đã có hơn 1 tỷ đô la quản lý rồi có thể nói blackrock rất là hài lòng về cái kết quả này các bạn và một điều nữa nếu chúng ta nói riêng về hàng hóa đó, thì bitcoin đã trở thành hàng hóa etf lớn thứ hai tại mỹ vượt qua cả bạc luôn các bạn các quỹ spot bitcoin etf tới hiện nay đang giữ như thường dự chia sẻ tính luôn price scale là 647.605 bitcoin tương đương với là hơn 27 tỷ đô la cho nên nếu như các bạn chỉ quan tâm đến điều chỉnh ngắn hạn thì bạn đương nhiên có thể lựa chọn giao hết bitcoin của mình cho BlackRock và có thể là bạn không để ý không chỉ riêng là chúng ta nói những cái công ty forward thu mua mà gần đây chúng ta thấy được là Tether tiếp tục thu mua thêm 8.888 Bitcoin nghĩa là khoảng 380 triệu đô la các bạn và nâng cái số lượng mà họ nắm giữ lên tới khoảng 66.465 Bitcoin nghĩa là hơn 2 ,8 tỷ 8 các bạn thấy được là Tether gần đây đó họ đã cam kết là sẽ dùng một số lượng tiền thu nhập của mình để mà thu Bitcoin và dùng đó để có thể tiếp tục hỗ trợ giữ peg cho Tether các bạn và gần đây họ đã lưu trữ lên tới là 2 ,8 tỷ 8 rồi con số không hề nhỏ và chúng ta cũng nhìn thấy những con số này cũng có thể được mua bởi sàn OTC cho nên ngay bây giờ đã cá mà chúng ta đang chờ đợi là đến khi nào thì cái số lượng người mà họ bán GBTC họ sẽ ngưng bán không biết các bạn nhưng mà ngày đó sẽ đến mà thôi nhưng mà không phải ai cũng thích Bitcoin Spot ETF rồi các bạn. Chúng ta thấy được là Singapore họ đã ra quyết định là không niêm yết các quỹ đầu tư Bitcoin Spot ETF mặc dù là Hoa Kỳ đã chấp thuận các loại quỹ này. Chi tiết hơn đó là cơ quan tiền tệ Singapore họ cảnh báo là Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác rất biến động và không phải là lựa chọn an toàn cho người dân không chuyên về đầu tư. Và họ cũng báo là người dân cần cẩn thận khi mà đầu tư vào ETF Bitcoin ở nước ngoài và chưa xem Bitcoin là tài sản an toàn cho đầu tư. Singapore khuyến nghị mọi người cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mà đầu tư vào Bitcoin hay là các crypto khác. Và cái này cũng không phải điên là Singapore đâu các bạn, gần đây có một số những cái quốc gia họ cũng có những cái suy nghĩ tương tự như vậy. Chúng ta cũng đã từng nghe đến đến Thái Lan gần đây cũng có quyết định tương tự. Và chúng ta cũng nghe ngày hôm qua đó, thì ở Hàn Quốc họ cũng đã có quy định tương tự là sẽ không ủng hộ Bitcoin Spot ETF có nghĩa là họ sẽ không có cho phép những cái công ty quản lý tài chính cho quốc gia của họ có một cái quỹ tương tự như vậy nhưng mà ngày hôm nay nó điều thú vị là thuận là nhận được một cái thông tin đến từ đầu blog các bạn thì văn phòng tổng thống Hàn Quốc đã kêu gọi là cơ quan quản lý tài chính xem xét lại khả năng phê duyệt quỹ Bitcoin Spot ETF địa phương chỉ trong vòng một ngày thôi các bạn thì bây giờ bên văn phòng tổng thống thì lại kêu gọi cơ quan quản lý tài chính suy nghĩ lại quyết định đó. Tại sao các bạn có thể là tại vì thấy cái dòng tiền đi vào quá kinh khủng thì uh, có thể nghĩ đến là những lợi ích các bạn. Tôi không biết nhưng mà đây là điều đã xảy ra ngày hôm nay và chúng ta thấy được là không chỉ riêng là Hàn Quốc có khả năng là sẽ suy nghĩ lại nhưng mà chúng ta nhìn thấy được Hồng Kông thì lại hoàn toàn ngược lại khác với lại Singapore khác với lại Hàn Quốc và khác với lại Thái Lan. Hồng Kông đó thì họ lại khuyến khích các bạn, họ nói là họ khuyến khích những công ty địa phương nộp đơn để có thể duyệt một bitcoin spot etf hoàn toàn là một cái gọi là bất ngờ nói chung đó, thì hồng kông từ tháng 6 năm ngoái đã bắt đầu là có những cái tiến triển đó, các bạn họ đã cởi mở hơn và đương nhiên hồng kông không thể làm gì nếu như mà không có sự chấp thuận đến từ trung quốc các bạn tại vì trung quốc đang có những cái luật rất là cắt giao liên quan đến crypto nhưng mà hồng kông vẫn có thể là cởi mở chào đón thì đương nhiên đã có một cái sự chấp thuận nào đó có thể là trung quốc lựa chọn hồng kông dùng làm cái nơi để mà thử nghiệm xem coi là ủng hộ bitcoin xin thế nào thì hồng kông hoàn toàn ngược lại họ nói là cứ nộp đơn đi họ sẽ xem coi có duyệt được hay là không đó là cái sự khác biệt so với những quốc gia mà chúng ta vừa nói đến ở cùng một khu vực đó và chúng ta cũng có một cái thông tin khác đến từ SEC cũng không gì gọi là bất ngờ các bạn SEC đó hiện bây giờ đang có khoảng chừng là 7 đề xuất Ethereum Spot ETF và hiện bây giờ đó thì SEC đã ra quyết định là trì hoãn đề xuất của Fidelity và các bạn thấy văn bản chính thức nói là họ sẽ trì hoãn đề xuất này cho đến ngày 5 tháng 3 năm 2024. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là chúng ta muốn xem coi là cái hạn chót là khi nào và hạn chót của Ethereum Spot ETF của Fidelity là vào tháng 5. Cho nên chúng ta cũng không có coi trọng mấy con số này lắm các bạn. Tới cuối cùng, quan trọng nhất là đến tháng 5 của năm nay phải ra quyết định liên quan tới những quỹ Ethereum Spot ETF các bạn. Và cũng tương tự như là Bitcoin, thường có cái lòng tin là quyết định cho một quỹ sẽ là quyết định cho tất cả các quỹ luôn và chúng ta cũng có thêm nhiều nhận định sau một ngày các bạn đã biết là ngày hôm qua là cuộc đại chiến của Coinbase và SEC tại tòa án thì chúng ta cũng đã thấy được là cái kết quả đó hoàn toàn khác với nhiều người nghĩ hai bên thì cũng có sự giằng co nhưng mà cái ngôi sao của ngày hôm qua người mà tỏ ra hiểu biết nhiều nhất đó chính là thẩm phán và đi già các bạn thì bây giờ nhiều người muốn biết là hiện bây giờ phần thắng nghiêng về bên nào thì nhiều người cho là hiện bây giờ đó SEC chưa chắc là có thể thắng cái vụ kiện này đâu nhiều người cho là SEC có cái phần trăm thắng kiện lớn tại vì họ kiện Coinbase và họ kiện rất là nhiều đồng và chỉ cần một trong những đồng đó họ chứng minh được là một cái chứng khoán mà thôi thì Coinbase sẽ thua rồi các bạn nhưng mà ngày hôm qua là một ngày mà khiến nhiều người bất ngờ tại vì cái mà thẩm phán quan tâm không chỉ riêng vụ kiện này mà thẩm phán quan tâm đến cái tương lai của crypto ở Hoa Kỳ và điều mà bà lo lắng nhất đó chính là SEC để có thể chứng minh được những token này là chứng khoán đó thì SEC đã phải dùng một cái định nghĩa tổng quát liên quan đến how we test và định nghĩa đó nếu như mà bà chấp thuận nhưng mà chưa chắc bà chấp thuận các bạn tại vì bà vẫn có cái suy nghĩ là token không phải là chứng khoán người ta làm gì với token đó mới khiến nó trở thành chứng khoán giống như là bitcoin không phải là chứng khoán nhưng mà nếu như mà thường nói với các bạn là thường tổ chức một quỹ đầu tư các bạn đưa tiền cho thuận rồi thuận đầu tư bitcoin thì đó là một chứng khoán cũng như thường đã từng chia sẻ với các bạn vàng là hàng hóa nhưng mà vàng ETF lại là chứng khoán thì bà cũng có suy nghĩ tương tự như vậy căn bản một token không phải là chứng khoán cho nên cái điểm đó là cái điểm khác biệt giữa bà và SEC hiện tại thêm vào đó cho dù là bà muốn ủng hộ SEC đi nữa đó thì bà phải nghĩ đến hậu quả tại vì nếu như mà chấp thuận một cái định nghĩa cái gì là chứng khoán tổng quát với SEC để có thể chứng minh những token đó là chứng khoán đó thì cũng đồng nghĩa là nhiều thứ khác cũng là chứng khoán luôn như là chúng ta nói tới ngày hôm qua những cái giống như là đồ sưu tầm các bạn sưu tầm rượu sưu tầm tranh những cái đó cũng có thể chứng khoán luôn theo định nghĩa đó và đã sẽ có sự ảnh hưởng cực kỳ lớn cho nên đó là cái điều mà bà đang đau đầu hiện bây giờ vẫn chưa biết giải quyết như thế nào nhưng mà chưa chắc là SEC sẽ thắng đâu các bạn hầu như là thẩm phán FAYER, hoàn toàn có thể ra một quyết định là cái này nó ảnh hưởng quá lớn nếu như mà bà ra quyết định là ủng hộ SEC cho đó là chứng khoán và lỡ như mà dẫn đến hàng loạt những sàn rời khỏi Hoa Kỳ hay là họ phá sản hay là dẫn đến là những cái người mà đang lưu trữ những đồng đó đó họ nợ đơn kiện tổng thể tại vì họ bị lỗ khi mà có quyết định đó thì bà không thể trách nhiệm tại vì nó ảnh hưởng quá lớn cho nên có khả năng một khả năng không biết lớn bao nhiêu các bạn nhưng mà có khả năng là bà sẽ phải nói là bây giờ phải có tòa án cao hơn để xử cái vụ này hay là thậm chí phải có luật từ quốc hội cái đó mình không biết các bạn nhưng mà hiện bây giờ đó thì chúng ta không có rõ nhưng mà mọi thứ bây giờ vẫn đang tốt hơn là nhiều người nghĩ đó là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái phần này và chúng ta cũng có cái thông tin là anh em Vingovox các bạn sàn Gemini đó thì ngày hôm qua họ cũng đã nhận được giấy phép để mà hoạt động ở nước Pháp các bạn và chúng ta thấy là Hoa Kỳ tới bây giờ vẫn chưa có luật rõ ràng thì dẫn đến là nhiều những cái công ty như là Coinbase và Gemini bây giờ họ đã muốn phát triển ra bên ngoài Hoa Kỳ và ít ra ở châu Âu đó chúng ta có luật Mika Mika tôi đã chia sẻ rất nhiều năm ngoái rồi các bạn Mika không phải là tốt mà cũng không phải là xấu nhưng mà ít ra nó là một cái khuôn khổ pháp lý để cho những ai mà muốn tuân theo thì có thể tuân theo những ai mà muốn hoạt động thì có thể theo khuôn khổ đó để mà hoạt động nó không có hoàn hảo nhưng mà nó chấp nhận được đó là gì mình thường đã chia sẻ với các bạn trước đây Chúng ta cũng nhận được thông tin là BNB Chain vừa hoàn thành đợt đốt token BNB lần thứ 26. Họ đã đốt là hơn 2 triệu token BNB tương đương với khoảng chừng là 636 triệu đô la. Thì đây là cái cam kết các bạn, trước đây đó thì Binance cam kết là sử dụng một phần của thu nhập để mà dùng đó quy ra đồng BNB để mà đốt nhưng mà sau đó thì sợ cái sự mực thiết giữa sàn Binance và BNB thì bây giờ đó họ nói là sẽ sử dụng theo thu nhớ đó chính là cái phí giao dịch trên mạng lưới BNB và những cái BNB mà gửi lộn cho sàn Binance tại vì họ sử dụng lộn chen hay gì đó cái đó cũng sẽ dùng để mà đốt luôn nhưng mà cái phần đốt này đó là phần lớn đến từ cái quỹ của Binance các bạn chứ không phải là cái số lượng BNB mà họ thu mua trên thị trường rồi đốt nhưng mà nó cũng có hiệu ứng là làm giảm đi cái số lượng BNB mà có thể hoạt động sau này và chúng ta không nhận được một cái thông tin là Trump NFT các bạn sẽ được mint trên Bitcoin Ordinals Nhưng mà cái này không phải là một cái sưu tầm mới Đây là các bạn sưu tầm mất shot mà ông đã bán cách đây khoảng chừng là vài tuần các bạn thì cái công ty bán đó đã nói là những ai mà mua 100 trăm mất shot NFT thì thu nhớ mỗi cái là khoảng 99 đô thì 100 cái này là khoảng 1 ngàn đô thì có thể được quyền mint một NFT ornals như là trên mạng lưới của Bitcoin các bạn nhưng mà giới hạn chỉ có 200 ornals mà thôi và bây giờ vẫn chưa mint được họ sẽ thông báo tôi nhớ là vào tháng 3 và những NFT trên ornals này sẽ không thể di chuyển như là không thể bán được cho đến cuối năm nay tại sao? Thì uh, họ nói là làm như vậy để cho tránh cái sự FOMO nhất là chúng ta thấy được là bầu cử tổng thống đang sắp tới và đương nhiên nếu như mà Trump là người đại diện đứng ra cho đảng thì uh, cái sự FOMO đó sẽ rất là cao cho nên phải đợi tới tháng 12 thì mới di chuyển được cho dù là được mint. Và tôi cũng sẽ không chia sẻ quá nhiều liên quan đến tình hình tài chính ở Hoa Kỳ các bạn tại hôm nay cũng đã có nhiều thông tin liên quan đến crypto rồi. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là hôm nay đã sau nhiều ngày bị dùi dập thì uh, chúng ta thấy chứng khoán cũng đã có một cái sự hồi phục. Nasdaq hôm nay đã có sự kho phục là 1.35%, S&P 500 là 0.88 và Dow Jones là 0.54. Pre-market thì bây giờ nghĩa là future, các bạn, thì chúng ta nhìn thấy được là Dow Futures và S&P Futures thì không có thay đổi nhiều, trong khi Nasdaq Futures thì có màu xanh, các bạn, 0.33%. Đó chung hôm nay là một ngày mà đã có cái sự hồi phục sau nhiều ngày bị vui dập. Chúng ta có nhìn thấy được là hợp đồng của vàng đó thì cũng không thay đổi nhiều, các bạn, tăng nhẹ một chút. Ngày hôm qua là chúng ta thấy là chỉ còn vài đô nữa thôi đã dưới 2.000 đô. Thì ngày hôm nay đã tăng trở lại mức là 2.022 đô cho một ounce vàng. Còn về dầu đó thì các bạn thấy hợp đồng dầu mức là 74 đô cho một thùng dầu. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái thông tin lớn ngày hôm nay là liên quan tới Macy. Thì Macy là cái department store nghĩa là cái nơi mà các bạn tới để mà mua nhiều loại hàng hóa khác nhau của các bạn. Các bạn có thể mua đồ dùng gia đình, các bạn có thể mua quần áo. Nó giống như là một cái siêu thị nhưng mà nó chuyên về bán áo quần hơn. Thì Macy là một cái công ty lớn các bạn và họ đã ra quyết định là họ sẽ cắt 2 350 việc làm nghĩa là khoảng 3 năm phần trăm của nhân viên của họ lý do tại sao thì cũng đơn giản thôi tại vì họ không có thu nhập như trước đây nữa các bạn mọi thứ đang chậm lại và đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus để giảm phí giao dịch lên tới ba phần trăm khi mà tham gia vào những sàn như là bybit OKX, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Những bạn nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.